Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Góc nhìn đa chiều. Thưa quý vị, trong các bảng xếp hạng về giáo dục, về khoa học hay năng suất lao động, khó để thấy vị trí của Việt Nam ở thứ hạng cao. Thế nhưng riêng về bảng xếp hạng các quốc gia uống rượu bia nhiều nhất thế giới, Việt Nam lại thăng hạng đến chóng mặt. Chỉ trong vòng 6 năm, từ năm 2010 đến năm 2016, Việt Nam đã thăng 30 bậc trong danh sách các quốc gia uống nhiều rượu bia nhất thế giới. Lượng tiêu thụ cũng tăng trưởng nhanh nhất. Năm 2017, nước ta tiêu thụ hết 4 tỷ 100 triệu lít bia, tăng 1 tỷ lít so với năm 2013. Hãy cùng nghe các bạn trẻ lý giải vì sao tìm đến rượu bia lại nhiều đến như thế. Ví dụ như buồn thì bạn bè rồi với nhau uống để nó tâm sự với nhau về, ví dụ nói về cá tính chẳng hạn. Rồi cuộc sống của mỗi khi có rượu bia, cuộc sống nói về cuộc sống nó dễ hơn, tâm sự chân thật hơn. Ví dụ như là sinh nhật bạn bè, hoặc là do cơ quan này, chỗ mình làm thì tổ chức những cái cuộc vui chơi. Rượu bia và những ám ảnh tai nạn giao thông, bạo lực gia đình từ rượu, tỉnh rượu giật mình với những bản án, tất cả đều để lại hai chữ tiếc nuối và giá như. Mỗi năm có hàng ngàn trường hợp tử vong thương tâm đằng sau câu chuyện bên ly bia, chén rượu. Thế nhưng, một bộ phận người dân, nhất là ở giới trẻ, vẫn phớt lờ trước những con số đáng báo động này. Vậy thì, cái đó không phải là văn hóa mà nó chỉ là phương tiện. Phương tiện để người ta đào thải những cái ức chế. Khi mà giới trẻ Việt Nam, bạn kể cho Pepper nghe coi giới trẻ Việt Nam có bao nhiêu sân chơi. Chúng ta không có sân chơi, chúng ta không có những cái nơi, chúng ta có nhưng rất ít những cái nơi giải trí được gọi là lành mạnh. Khi mà người ta ức chế, thay vì người ta chạy về nhà, người ta ôm cái gói khóc ướt bên đây lật bên kia khóc tiếp, thì người ta chọn chạy ra ngoài đó ôm chai bia uống với bạn mình thoải mái cho nó hết cái ngày đi. Quả là như quý vị thấy đó, có muôn ngàn lý do để nhậu, buồn cũng nhậu, vui cũng nhậu, cài đổ nhậu hay bỗng dưng thích nhậu. Trước đây người nhậu chủ yếu là dân lao động chân tay, chiều tan ca ghé quán bình dân lai ra vài chai. Thì hiện nay đối tượng nhậu đa số là giới văn phòng hay là sinh viên, học sinh. Một thống kê đáng giật mình chúng tôi có tổng hợp. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2016, Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Thái Lan, đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 thế giới về tỷ lệ tiêu thụ rượu bia. Nếu chỉ tính riêng lượng bia tiêu thụ trong năm 2016, con số tiêu thụ là 3,8 tỷ lít bia năm 2016 và con số của năm 2017 là 4,1 tỷ lít, tăng hơn 6%. Nếu tính bình quân trên tổng dân số 93,7 triệu người, thì tương đương mỗi năm một người Việt Nam uống 43 lít bia. Điều đáng nói là tại Việt Nam, tỷ lệ người trẻ uống rượu ở mức nguy hại ngày càng gia tăng. Khi khảo sát trên 1.840 bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện, thì có gần 67% người điều khiển phương tiện có độ cồn trong máu cao, 45% tham gia giao thông 2 giờ sau khi uống rượu bia. Nam vô tủ như kỳ vô phong hay rượu bia chỉ là công cụ để giao tiếp. Những câu nói này không sai đúng không thưa quý vị? Nhưng nó chỉ thật sự đúng khi người dùng biết tiết chế, sử dụng lành mạnh. Hậu quả ra sao nếu chúng ta lạm dụng rượu bia và cách sử dụng như thế nào là an toàn sẽ là nội dung cuối cùng chúng tôi đề cập. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Không thể phủ nhận rằng nhậu là một trong những phương thức giao tiếp hữu hiệu, là chìa khóa mở nhiều cánh cửa trong quan hệ xã hội của nhiều người, đặc biệt là người trẻ mới bước chân vào tạo lập sự nghiệp. Thế nhưng, nếu lạm dụng bia rượu quá mức sẽ làm thay đổi cả cuộc sống tương lai của một con người. Sinh viên mê nhậu, bỏ bê học hành, trí thức trẻ, cán bộ công chức ham nhậu, làm bê trễ công việc. Chưa kể đến những hệ lụy như đổ vỡ hôn nhân, tai nạn giao thông không mong muốn, bệnh tật, vân vân. Và đời sống kinh tế văn hóa xã hội thay vì phát triển sẽ dần dà đi xuống nếu đại đa số bộ phận giới trẻ đều ham mê nhậu hơn là cống hiến sức lực cho xã hội, cho cộng đồng. Thật ra thì rượu bia như chúng ta nói nó cũng là một cái văn hóa trong giao tiếp và cũng làm tăng cái sự thân mật và cũng tăng cái vui, cái phấn khởi trong một vài những cái tiệc nhỏ nhỏ ở trong hoạt động xã hội của chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta sử dụng phải có ở mức kiểm soát. Thì cái lượng rượu bia mà cho phép ở mỗi người thì có thể là uống một ly bia, một lon bia một ngày, hoặc có thể uống khoảng một cốc rượu vang một ngày, và một tuần chúng ta không sử dụng quá 4 đến 5 lần. Để thay đổi một thói quen của đại đa số người không phải dễ. Nhưng vì một xã hội văn minh tốt đẹp hơn, mỗi người trong chúng ta cần phải tự bảo vệ mình khỏi cạm bẫy của những cuộc vui bên bàn nhậu. Thay vào đó,
cần khuyến khích tuyên truyền văn hóa đọc cho giới trẻ, tạo những sân chơi lành mạnh, tham gia các hoạt động bổ ích để xây dựng con người với một đời sống tích cực, lành mạnh hơn.